Chương trình phát thanh Voice of Pacific Y, xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình tư vấn địa ốc và mortgage được thực hiện bởi công ty Pacific Y, có văn phòng chính đặt tại thành phố San Jose, Silicon Valley, Hoa Kỳ. Chương trình Voice of Pacific Y sẽ mang đến những thông tin mới và thú vị để quý thính giả có một buổi chiều thứ sáu nhiều niềm vui và bây giờ xin giới thiệu nhóm Core Team Real Estate một trong những nhóm chuyên viên địa ốc nổi bật của Pacific Wide sẽ bắt đầu chương trình của chúng ta ngày hôm nay. <laughs> Amanda Lê Mẫn Hoàng Xin hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Core Team Địa Ốc vào mỗi thứ sáu hàng tuần từ 4 giờ đến 4 giờ 15 chiều trên băng tầng 1500 AM Kính thưa quý vị, Core Team là tên của một đội ngũ nhân viên Địa Ốc nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, trung thực bao gồm Amanda Lê, anh Mẫn Hoàng, chị Uy Nguyễn và anh Đức Lê. Chúng tôi chuyên về các dịch vụ liên quan đến địa ốc, từ việc tìm cho quý vị căn nhà trong mơ hay giúp quý vị bán thật nhanh căn nhà của mình với giá hấp dẫn hoặc giúp quý vị hạ thấp tiền lời nhà băng thông qua việc đổi nợ. Hơn thế nữa, chúng tôi còn giúp quý vị đầu tư sinh lợi vào các cơ sở thương mại toàn vùng Bay Area và cả nước Mỹ. Xin quý vị gọi ngay cho chúng tôi điện thoại số 408 991 5221. Amanda xin nhắc lại 408-991-5221. Xin cảm ơn quý vị. À, xin chào anh Mẫn. Anh Mẫn khỏe không? À. Mẫn khỏe. À, một tuần vừa rồi trôi qua nhanh quá ha anh Mẫn? Dạ đúng vậy. À, còn Amanda sao? Có khỏe không? À, xin cảm ơn anh. Amanda cũng khỏe. <laughs> à, nghe giọng nói là thấy khỏe rồi. À, quả đúng như vậy. Một tuần trôi qua quá nhanh. Đôi lúc chúng ta cảm thấy thời gian không còn trôi nữa mà thời gian đang bay thật nhanh đó chị. Um, thì không biết là tuần qua chị Amanda có gì vui um, có gì mới à, chị có thể chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài trong chương trình Core tim địa ốc của ngày hôm nay à, dạ thưa anh à, kính thưa quý vị tuần vừa qua thì Amanda có dịp uh, gặp rất là nhiều khách hàng Amanda mới thấy rằng là hình như là cái người uh, những người khách hàng mà bán muốn bán căn nhà của mình đó thì rất rất là có nhiều uh, các quý vị chưa có chuẩn bị ở kỹ lưỡng thì dẫn đến cái việc mà căn nhà của mình lâu lắm mới bán được hoặc là bán được nhưng không có được giá như mong muốn đó anh dù thị trường đang hot như hiện nay thưa anh mẫn. ôi oh, yeah đây là một cái chủ đề thật là hay đó chị uh, vì vậy nếu mà một người chủ nhà nếu biết chuẩn bị tốt mình có thể bán cái căn nhà của mình thật nhanh và với giá như mong muốn phải vậy không chị uh, dạ thưa đúng vậy uh, anh mẫn và thưa quý vị à, Dạ quý vị đang nghe chương trình Cô Team Địa Ốc Mọi góp ý hoặc thắc mắc quý vị có thể gọi ngay cho Cô Team Ở số là 408 991 5221 Và nhân cơ hội này à, Mẫn và Amanda à, sẽ cùng chia sẻ với quý vị Về 10 điều chuẩn bị 10 điều chuẩn bị trước khi quý vị muốn bán căn nhà thân yêu của mình. Trước tiên xin mời chị Amanda. À uh, yeah. uh, thưa quý vị, thưa anh mẫn 10 điều chuẩn bị sau đây đó là gì? Uh, trước hết đó là mình tìm cho mình một người realtor thật là phù hợp. Điều này cực kỳ quan trọng thưa quý vị. Một realtor được xem là phù hợp dù họ mới vào nghề hay là đã có kinh nghiệm lâu năm. Theo Amanda nghĩ thì thứ nhất là người realtor này phải giúp cho quý vị bán căn nhà thật nhanh. Thứ hai là cái cái giá phải thật là cao và thứ ba thì cái chi phí cái người uh, khách bỏ uh, cái thời gian và cái cái tiền ra để bán cái căn nhà thì cái người realtor đó phải uh, cái cái người um, khách hàng đó rất là phải hài lòng về mọi thứ dịch vụ của họ uh, cung cấp cho quý vị để bán căn nhà như mong đợi. Uh, và nhân đây chúng tôi cũng rất tự hào nói rằng core team chúng tôi sẽ giúp quý vị thân chủ bán căn nhà thân yêu của mình với giá cao nhất, thời gian nhanh nhất và chắc chắn quý thân chủ sẽ hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Cảm ơn chị và cái điều thứ hai là quý vị nên chuẩn bị tất cả các giấy tờ liên quan đến căn nhà của mình để qua đó hiểu rõ giá trị căn nhà của mình hơn. Đặc biệt là khi quý vị nào có như là ẹt thêm phòng, nhà tắm hay là sửa garage thành phòng, thì nói chung là quý vị đã thay đổi cái điều kiện căn nhà hiện tại so với khi mà quý vị mua của căn nhà quý vị. Quý vị cần phải chuẩn bị điều này thật kỹ lưỡng, vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giá trị căn nhà của quý vị muốn bán. À, dạ kính thưa quý vị, tiếp nữa là chọn cái thời điểm để list căn nhà của mình. Thì ngoài việc tư vấn quý vị về giá bán căn nhà, người Realtor còn phải giúp quý vị chọn đúng thời điểm để list căn nhà và bán được nhanh với giá thật cao. Người Realtor phải hiểu rất rõ về tình hình thị trường địa ốc. Ví dụ họ sẽ nói với quý vị hiện nay thị trường của người mua nhà hay là thị trường của người bán nhà cũng như về lãi suất ngân hàng hiện nay và xu hướng sắp tới cùng với nhiều vấn đề khác liên quan đến việc mua và bán nhà thưa quý vị. Điều thứ tư Mẫn muốn nói thưa với quý vị là cái quyết định về việc cái inspection trước khi listing căn nhà của mình. Và cái điều thứ năm nữa là sửa soạn, dọn dẹp nhà trước khi bán. Cái việc mà inspect nhà sẽ tạo lòng tin và sự yên tâm cho người mua sau này. Còn về việc dọn dẹp nhà sạch đẹp và làm tăng giá trị căn nhà của quý vị. Thì hiện nay theo kinh nghiệm của Core Team chúng tôi á, chúng tôi thấy có nhiều thân chủ á, à, khi mà bán nhà với cái nhà trống à, sạch và đẹp thì bán rất là lẹ và giá cao tuy... cũng cũng thấy Đúng như vậy dạ dạ yeah, à? yeah, yeah. à, cảm ơn chị tuy nhiên á cũng còn nhiều cái thân chủ cũng còn nhiều thân chủ xin lỗi cũng còn nhiều thân chủ bán nhà khi căn nhà còn có người ở và chưa dọn dẹp kỹ lưỡng, thì những cái trường hợp này thường thường nó xảy ra với những trường hợp như là à, một căn nhà đang cho thuê, dạ, thưa thì đúng đôi đúng, lúc dạ. mình cũng phải chịu thôi, cái dạ. người tenant, cái người đang mướn họ còn còn ở đó, thì đôi lúc mình cũng phải chịu nhưng cố hơi, gắng giữ cho sạch sẽ, hơi khó khăn để cho mình sơ cái căn nhà ha, yeah, yeah. vì vậy thì chúng tôi khuyên quý thân chủ nếu được chúng ta nên lít nhà khi nhà trống, như vậy sẽ dễ bán hơn rất là nhiều và kính thưa quý vị điều thứ sáu là định giá căn nhà cái sự khác biệt giữa một người realtor này với một người realtor khác là cái khả năng định hướng tương đối chính xác giá trị căn nhà của quý vị thân chủ so với điều kiện thị trường ví dụ như list nhà À, cao hơn giá trị căn nhà hay thấp hơn giá trị căn nhà cũng hết sức quan trọng. Nếu quý vị list cao hơn giá trị căn nhà thì cái nhà của mình rất là ít người tới coi căn nhà kính thưa quý vị. Còn nếu mà quý vị list thấp hơn căn nhà thì sẽ hấp dẫn rất là nhiều người tới coi. Nhưng mà những cái rủi ro có thể xảy ra với quý vị là cái nhà đó mình có thể mình bán với giá thấp. Thì vậy list cao cao hơn hay là thấp hơn giá trị căn nhà đòi hỏi người realtor phải thực sự am hiểu về tình hình thị trường rất là rõ ràng và chọn đúng cái thời điểm để giúp quý vị thân chủ list nhà với giá tốt nhất hãy liên lạc ngay với core team số 408 991 5221. Xin nhắc lại 408 991 5221 để chúng tôi list nhà quý vị với giá tốt nhất. Xin cảm ơn quý vị. Dạ yeah, thì nghe chị nói là list cao quá cũng không được. À, mà cũng à, à, thực và mà list thấp quá thì cũng không xong dạ, đúng thì, rồi thì có nghĩa là list vừa vừa đấy đúng rồi thì mình list vừa vừa như vậy để cho cái mình có thể là mình bán cái căn nhà cái người buyer mình 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 tới mình có thể giải thích mình không có phải là nói là ồ oh, cái này cao quá hay là thấp quá thì dạ. thường thường mình 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 list với cái market price thì very nó nó good cho cái người mua hơn anh dạ yeah. yeah, đúng vậy thực sự thì người mua uh, sau này họ cũng coi rất là kỹ lưỡng về cái vấn đề uh, giá giá nhà yeah. cho nên đôi lúc mình cũng phải list theo cái cái mức độ uh, theo cái giá thị trường cho chính xác. Yeah. Thì để tiếp lời chị Menda, uh, thưa quý vị, những điều tiếp theo trong 10 điều chuẩn bị là quý vị cần phải xem xét lại điều kiện căn nhà có bảo hiểm như thế nào và những loại bảo hiểm nào cần thêm mua hay không nên mua. Và khi nhà đã lên list bán, quý vị phải quyết định có nên làm staging hay không và có nên làm open house hay không và khi nào thì làm. Ngoài ra những việc nào cần phải chuẩn bị để làm cho nhà mình đẹp hơn và tăng giá trị hơn. Cô team chúng tôi rất chuyên nghiệp trong cái dịch vụ hiện tại như là staging căn nhà của quý vị để căn nhà quý vị sang trọng hơn ấm cúng hơn trong không trong trong cái một không khí gia đình. Hầu mà để làm say lòng là người mua. <laughs> Anh mẫn uh, lãng mạn quá ha. <cười> cảm, <cười> cảm ơn chị thực sự thì đôi lúc cũng uh, hơi carry on trong cái conversation. Đôi lúc mình nói chuyện cho nên mình uh, mình chăm chú quá như vậy thôi. Chưa uh, cảm ơn chị nhiều. Uh, dạ kính thưa quý vị uh, quý uh, quý vị cũng vừa lắng nghe uh, sự trình bày của Amanda Lê và tôi là Mẫn Hoàng về 10 điều chuẩn bị trước khi quý thân chủ muốn list căn nhà thân yêu của mình. Và để tóm tắt thì Mẫn xin nhấn mạnh rằng việc chọn đúng Realtor tốt là cực kỳ quan trọng để quý thân chủ có thể bán căn nhà của mình với giá cao nhất. Cùng với thời gian nhanh nhất có thể. Bên cạnh đó, việc định giá căn nhà đến list là một nghệ thuật và tạo sự khác biệt của Realtor. Trở lại với chị Amanda thì nhân tiện đây À, xin chị Amanda có thể vui lòng cho biết thêm thì hiện tại văn phòng real estate của chị còn có thêm những dịch vụ nào khác không chị? À, dạ thưa cảm ơn anh Mặn đã đặt câu hỏi à, kính thưa quý vị văn phòng chúng tôi còn đảm trách list nhà à, châu ký thân chủ khắp vùng Bay Area với một lệ phí thấp à, dịch vụ tốt nhất có thể đồng thời còn giúp quý vị tìm căn nhà như mong muốn của quý vị à, hay làm pre-finance với tiền lợi thấp mà quý vị không phải tốn một lệ phí nào, no points, no cost. Hiện tại văn phòng chúng tôi có rất nhiều nhà mới lên list trong vùng San Jose như sau. Um, kính thưa quý vị, khu North Valley, Beresa 95131, single house, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, 1960 square feet, double entry door, large and bright upgrade kitchen with new countertops and cherry cabinets, fresh paint, inside laundry room, um, three walk-in closets, large backyard and deck And patio for family gathering với giá là 888.888 888. um, Và một căn sắp lên list đó thưa anh Mẫn và quý vị khán thính giả Thì cái căn này là cũng ở khu North Valley uh, Pitman 95132 Single House 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm 2 story, 2002 square feet Có hardwood floor, kitchen, granite tile, countertop uh, Stainless steel appliance, professional gas stove and oven uh, Microwave, refrigerator Uh, đặc biệt có huge master bedroom With jacuzzi tub uh, Back yard with uh, wood decking Và đặc biệt là nếu quý vị mua căn nhà này Thì con cháu quý vị có thể đi học được Những trường học thật tốt Như ở Noble Elementary School Pittman Middle School và Pittman High School Giá là 1 triệu 069 ngàn thưa quý vị Và kính thưa quý vị, à, một khu nữa là 95121 Single House 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm Căn này à, Wood Floor thưa quý vị, 1 ngàn square feet Thì cái căn này là cái backyard với lại cái landscape đã được à, làm lại rất là sạch sẽ Moving Condition Coi như quý vị dọn vào căn này thì quý vị không cần phải sửa gì hết À, và tiếp đó là căn ở Wollongclan chín năm một hai năm căn này là duplex thưa quý vị nó có hai phòng ngủ và một phòng tắm chủ nhà cũng remodel hoàn toàn mới à, năm 2011 và năm 2012 thì cái căn này là rất tốt cho quý vị nào muốn invest một bên để mình ở và một bên thì mình cho mướn. Thì hiện tại cái căn này, cái người chủ nhà họ đang cho mướn hai bên là 4 hai thưa quý vị. À, và một căn nữa ở khu 95111 cái khăn này là mobile home Hai phòng ngủ, hai phòng tắm Thì có cái bonus room Có thể làm cái office hoặc là phòng thứ ba à, Căn này cũng đã remodel nguyên căn mới à, Với cái laminate floor Cái tường thì họ đã làm bằng sheetrock New double pane window Nhà bếp thì remodel Hoàn toàn mới Căn này quý vị à, dọn vào ở Không cần phải sửa nữa Thì cái giá của cái tiền mà Spade Rent Mỗi hàng tháng rất thấp Chỉ có 798 đồng mà thôi À, kính thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi còn nhiều nhà single home, mobile home và commercial listing trong vùng Bay Area và các vùng phụ cận. Xin quý vị nào có nhu cầu về mua bán nhà à, hoặc mua bán cơ sở thương mại, xin quý vị đừng ngần ngại hãy gọi ngay cho core team ở số 408 991 5221. 408 991 Cảm ơn chị Menda. Quý vị có thấy chị Menda list uh, liệt kê ra rất là nhiều nhà trong nhân phòng hiện tại của chị đang list uh, mà nói gần như hụt hơi luôn. Uh, uh, mệt quá anh. <laughs> quý vị có thấy tội cho quý vị không? <cười> thì <cười> quý vị có thấy tội cho chị. <laughs> um, thì một lần nữa quý vị có gì thắc mắc xin quý vị có thể gọi ngay cho anh em chúng tôi ở Cô Team là số điện thoại là 408 991 5221 408 991 5221 và để bổ sung thêm cho quý vị uh, thì mẫn xin đọc bản tiền lời của ngày hôm nay đến từ công ty Pacific White. Uh, cho cái uh, confirm loan là 417.000 trở xuống thì 30 năm fix là 350, 15 năm fix là 2.750, 7 75 năm fix là 3. Chấm, và 5 năm fix là 2.750. À uh, xin ờ uh Cảm ơn anh Mẫn đã chia sẻ thông tin vừa rồi từ công ty Pacific Way. À, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đang lắng nghe chương trình Core Team Địa Ốc cùng Core Team của Pacific Way. Mọi chi tiết xin quý vị gọi ngay cho chúng tôi ở số 408 991 5221. 408-991-5221 hoặc vào website www.coreteamhomes.com để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị nhiều hơn nữa trong các dịch vụ liên quan đến nhà cửa và địa ốc đại diện cho anh em core team Amanda Lê và Mẫn Hoàng. Xin kính chúc quý vị ngày thứ sáu thật hạnh phúc và an lành. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần sau với chương trình core team đi ốc. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn quý vị. Để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị quay lại với chương trình Voice of Pacific Way. Sau đây Amanda muốn giới thiệu đến quý vị Minh Châu từ công ty Pacific Way đến để chia sẻ với quý vị về mortgage trong từ từ công ty Pacific Way. Xin mời Minh Châu. Dạ xin chào chị Amanda và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài Voice of Pacific Way. Hôm nay Minh Châu xin phép được đi thẳng vào đề tài pre-approval cho những quý vị muốn mua nhà vì rất nhiều quý vị đã hỏi Minh Châu pre-approval để làm gì? Thưa quý vị, pre-approval để xem quý vị biết quý vị sẽ mượn nợ được bao nhiêu, 500 ngàn hay là 600 ngàn. Ví dụ như quý vị đã có sẵn 300 ngàn tiền trong nhà băng để down payment. Sau khi pre-approval, Minh Châu sẽ nói là quý vị được approval bao nhiêu thì quý vị sẽ biết là cái giá nhà mình mua được là bao nhiêu. Thí dụ như uh, một quý vị nào đó có một cái đau có trong nhà băng 300 ngàn rồi Minh Châu nói ồ chị ơi chị được approve 3, 500 ngàn nữa thì chị biết là chị có thể mua căn nhà uh, up to 800 ngàn có phải không ạ? À? Nếu quý vị không làm pre-approval thì quý vị không biết mình sẽ mua căn nhà bao, giá bao nhiêu là cao nhất. Thêm vào đó khi quý vị muốn offer một căn nhà mình lựa chọn thì offer letter phải đi kèm với pre approval letter vì người bán nhà cũng muốn biết quý vị có khả năng mua căn nhà của họ không trước khi họ accept offer của quý vị uh, xin cảm ơn châu đã đem những cái thông tin rất là hay đến cho quý vị nếu như mà quý vị có muốn ý định mà có ý định muốn mua nhà lần đầu thì quý vị sẽ cứ liên lạc tới minh châu thì minh châu sẽ giúp cho quý vị làm cái pre approval uh, xin cảm ơn châu À, Minh Châu có thể cho quý vị khán thính giả cũng như Amanda biết là cái thủ tục làm pre-approval như thế nào không Châu? Dạ thưa chị, dạ khi quý vị đến văn phòng Minh Châu thì Minh Châu cần quý vị mang theo một số giấy tờ quan trọng, đó là 2 năm thuế, 2 năm W2, 1 tháng pay stub và 1 tháng bank statement. Tại sao phải nộp 2 năm thuế rồi còn phải W2 nữa trong khi đó mình đã nộp một tháng Paystub rồi hả Châu? Dạ thưa chị cái một tháng Paystub thì chỉ show ra cái current income thôi tức là cái đồng lương hiện tại nhưng mà cái W2 là nó có để trên đó cái mức thu nhập của quý vị uh, của cả năm thí dụ như W2 2015 thì là income của quý vị đó năm 2015 cái total income. Uh, và khi nhìn hai năm 2014 2015 thì quý vị sẽ mình sẽ biết được là cái người uh, cái khách hàng này tiền lương tăng hay giảm. Uh, để khi mà cái tiền lương mà giảm xuống thì lender họ sẽ hỏi tại sao? Vì uh, nếu mà lương giảm nhiều quá thì sẽ rất là nguy hiểm phải không ạ? Personal tax return uh, chị hỏi tại sao mình đã nộp pay stub rồi W2 rồi còn còn personal tax nữa thì yeah thưa phải. chị uh, again cái W2 là tổng thu nhập của từng năm uh, pay stub là đồng lương hiện tại uh, nhưng mà tax return thì nó có rất nhiều chi tiết khác như uh, rental income quý vị có nhà cho thuê thì có thêm thu nhập từ những căn nhà của vị cho thuê ngoài ra có những chi tiết khác ở trong tax return mà W2 và Paystub không có mà lender thì họ muốn coi, dạ yeah. À, thưa Châu, không phải riêng gì Amanda mà khán thính giả ở đây cũng sẽ thắc mắc là thí dụ như họ đã nộp cái đất vào YouTube rồi, cái tax return và cái pay stop và đôi khi lender họ có vẫn còn muốn cái người mượn làm cái verification of employment thì Châu có thể chia sẻ thêm với quý vị không Châu? Dạ, cảm ơn chị. Câu hỏi rất là hay uh, uh, và rất quan trọng. Khi Minh Châu cần dùng overtime hoặc bonus income thì Minh Châu phải có verification of employment của, của người mượn nợ. Vì uh, verification of employment rất chi tiết về income của 2 năm uh, vừa qua uh, và income của quý vị thu nhập được cho đến ngày hôm nay. Uh, và verification of employment list ra rất rõ ràng bao nhiêu overtime, bao nhiêu bonus của từng năm. Và Minh Châu sẽ tính cái monthly average bonus và overtime của 2 năm qua từ cái verification of employment. À, thưa Châu, tại sao uh, Châu phải cần xem cái bank statement của khách hàng? Dạ thưa chị, um, khi mình đi mua nhà thì việc đầu tiên là Minh Châu sẽ hỏi là thưa chị chị dự định mua nhà bao nhiêu và có bao nhiêu tiền đao thì thông thường quý vị nghĩ đến chuyện mua nhà nhưng không bao giờ nghĩ là cái tiền đao payment mình phải để ở trong nhà băng rồi cho nên minh châu phải xem cái bank statement để coi coi quý vị đã có sự chuẩn bị chưa nếu chưa thì phải bắt đầu ngay lập tức quý vị nào muốn mua mà mua nhà lần đầu tiên khi gọi cho minh châu để minh châu sẽ go over với quý vị cái một whole process của buying a home Điều rất quan trọng là quý vị nên để sẵn tiền down payment trong nhà băng chứ đừng để tiền mặt. Thí dụ như quý vị muốn mua căn nhà tháng 8 thì ngay tháng 6 này quý vị hãy deposit tất cả số tiền cần cho down payment vào trong các cao trước ngày 25 tháng 6 nhé. Vì bên châu sẽ không thể dùng cái bank statement tháng 6 của quý vị để nộp lên lender mà sẽ dùng bank statement tháng 7 và tháng 8 để nộp lên lender. Quý vị có thể đi xem nhà vào đầu tháng 8 nếu như tiền đã down payment đã có sẵn trong nhà băng Trước à, 30 tháng 6 nha quý vị à, Xin cảm ơn Minh Châu Đã giải thích rất là rõ ràng à, Nếu quý vị nào mà có thắc mắc Về cái vấn đề mà pre-approval Mua nhà lần đầu tiên thì xin quý vị Có thể liên lạc với Minh Châu Qua số phone là 408-393-2068 Thì Minh Châu có thể giải thích Với quý vị rõ ràng hơn Xin cảm ơn quý vị à, Cảm ơn Minh Châu xin kính chào quý vị Và cảm ơn quý vị rất nhiều à, Xin cảm ơn quý vị đã nghe đài Xin cảm ơn kính thưa quý vị để tiếp nối chương trình uh, Amanda xin gửi đến quý vị những căn nhà list từ Pacific Way. Uh, Pacific Way vinh dự là được nhiều uh, quý thân chủ tin tưởng giao cho list bán nhiều à, loại bất động sản khác nhau, đặc biệt là nhà ở. Thì cứ mỗi tuần chúng tôi là rất vui vẻ, hào hứng để cập nhật cho quý vị thính giả những listing tốt nhất và vẫn còn available trên thị trường. Thì đây là cơ hội cho quý vị thính giả sở hữu những ngôi nhà tốt, ngôi nhà mơ ước được list bởi Pacific Way. Nhà mới remodel rất đẹp ở Evergreen trên năm 48, đặc biệt chưa có lên thị trường. Thưa quý vị, thì căn này sẽ học được ở Evergreen High School, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. À, hơn 1.700 square feet giá là 940 ngàn nhà house 4 phòng ngủ 2 phòng rưỡi tắm rộng 1960 square feet tại vùng North Valley 95131 à, khu nhà Duplex Willow Clan nhà được update nhà đẹp có hai unit kế bên nhau có thể vừa ở vừa cho thuê giá là 865 000 à, Kính thưa quý vị, tiếp đó là căn nhà 5 phòng ngủ 3 phòng tắm rộng 2008 10 square feet, nhà đẹp, trường học rất tốt, giá 1.237.000, khu The Ranch ở San Jose 9138. 138 Mobile home cho senior trên 55 tuổi, có 4 phòng ngủ 2 phòng tắm khu yên tĩnh, giá là 130, khu 9, 121 Nhà house 4 phòng ngủ 2 phòng tắm rộng 1 square feet, giá 775 ở 95121. Uh, business uh, nhà hàng thái lan ở đường capital thưa quý vị uh, capital expressway san jose uh, đang uh, trên market vị trí đẹp khu đông đúc nhiều khách hàng chủ quán sẽ trend lại cách nấu món thái giá bán là 165 trăm sáu a uh, business tiệm nail salon đông khách trong khu Paloma Plaza, San Jose gần Capital Expressway và Airborne. Giá bán là 120 ngàn, chuẩn bị list trên thị trường thưa quý vị. Đặc biệt chúng tôi hiện đang list một miếng đất với vị trí đẹp ở khu Morgan Hill, 2 ác cơ 2. Rất thích hợp để xây nhà nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết. Thì xin quý vị hãy vào website www.pacificwide.com À, và chúng tôi có mới có một cái tiệm sports skincare ở Mill Peters đang kêu bán với giá là 99 ngàn Quý vị có thể uh, mua lại business để làm nhiều uh, service như foot massage, nail salon, uh, chiropractor office. Uh, một căn nữa là nhà rất đẹp ở thành phố Danville, chỉ cách ở San Francisco 30 mai. À, hơn 5 phòng ngủ rộng 2623 square feet nhà mới xây giá thật là hấp dẫn 1 ,2 triệu 2 Kính thưa quý vị nếu quý vị muốn biết thêm những listing khác xin ghé vào website www.pacificway.com hoặc quý vị có thể gọi cho Amanda ở số phone là 408 693 6940 4086936940 xin cảm ơn quý vị. À, kính thưa quý vị, à, đối với Pacific Way, chúng tôi rất tự hào có đội ngũ agent chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm, thành thạo nhiều ngôn ngữ. Vì vậy, mỗi tuần Pacific Way sẽ vinh dự giới thiệu một ai trên bật bật của công ty. Trong tuần này, công ty Pacific Way xin được hân hạnh giới thiệu anh Đức Lê anh à, anh có nhiều kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực mua và bán nhà, vay đổi nợ ở toàn vùng Bay Area. Anh Đức Lê được nhiều khách hàng tín nhiệm vì sự chuyên nghiệp, tận tâm và chu đáo, tạo sự an tâm tuyệt đối. À, kính thưa quý vị, nếu quý vị à, muốn liên lạc anh Đức Lê, xin quý vị vui lòng qua số phone 408 623 2499. Nếu quý vị muốn được tư vấn miễn phí từ anh Đức Lê, xin gọi số 408 623 2499. Xin cảm ơn quý vị. <laughs> À, vừa rồi là phần tường trình từ Pacific Way sau đây Amanda xin nhắc lại về cái contest writing contest à, cho các em à, trong tuần vừa rồi Pacific Way có giới thiệu đến quý vị thân chủ một chương trình rất là thú vị dành cho cộng đồng và đặc biệt là các em nhỏ hôm nay xin được phép nhắc lại với quý vị khán thính giả dạ à, thưa đó là chương trình writing contest cuộc thi viết truyện và luận văn dành cho trẻ em ở quần hạt Santa Clara. Chủ đề của cuộc thi là What Does Home Mean To You? Đối với các em, ngôi nhà có ý nghĩa như thế nào và em muốn ngôi nhà của mình ra sao? À, và thưa quý vị, có hai nhóm thi. Nhóm thứ nhất là cho các em từ lớp 4 đến lớp 5 và nhóm thứ hai là cho các em từ lớp 6 đến lớp 8. Với mỗi nhóm thi thì sẽ có hai giải thưởng rất là hấp dẫn. À, giải nhất 2.000 tiền mặt và giải nhì là 500 tiền mặt. Amanda xin nhắc lại giải thưởng lên đến 2.000 đồng tiền mặt và giải nhì là 500 tiền mặt. Các em có thể sử dụng số tiền này để mua thêm dụng cụ học tập. Giải thưởng sẽ khích lệ thêm tinh thần sáng tạo học hỏi của các em và giới hạn cho các em uh, ghi cho một cái bài thi là từ 500 cho tới 1.500 từ. Kính thưa quý vị. Um, sau khi giới thiệu cuộc thi này đến cộng đồng, Amanda có nhận được vài cái cuộc điện thoại từ uh, các quý vị phụ huynh để hỏi về cái contest. Thì Amanda muốn nhờ Minh Châu giải thích thêm. Uh, thưa Châu, uh, Châu có thể cho biết cái thể lệ nộp bài thi như thế nào không hả Châu? Dạ thưa chị, dạ thưa quý vị thính giả, uh, bài viết thì uh, sau khi các em viết xong thì uh, nên uh, gửi về địa chỉ email contest at pacificwide com À, bài viết phải được kèm theo form đã được cha mẹ hoặc người bảo hộ ký để cho phép các em tham gia cuộc thi quý vị hãy vào website www.pacificwire.com slash writing contest để download form đăng ký À, dạ xin cảm ơn châu như vậy thì châu có thể cho Amanda với lại quý vị khán thính giả biết là cái 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 bài thi là ai là sẽ chấm bài thi cho các em hả châu hả dạ thưa chị cho um, um, công ty liên lạc với uh, Evergreen District và xin giúp đỡ về vấn đề này thì uh, hiện nay có ba giáo viên từ trường tiểu học Carolyn Clark uh, đã uh, volunteer là ban uh, chấm thi À, thì bài viết sẽ không có tên của các em trên bài viết mỗi một bài viết sẽ có một cái số tức là mỗi một em sẽ có một cái số à, và như vậy thì khi quý à, tất cả các à, thầy cô giáo chấm điểm bài thi thì sẽ không biết mình chấm điểm cho em nào mà cho nên cái bài à, khi mà chấm điểm như vậy thì sẽ không có cái sự thiên vị mà rất là công bằng ạ à cho nên ai cũng có thể nộp bài thi ngay cả con em của nhân viên trong Pacific Wide cũng nộp bài thi được tại vì không phải công ty chấm điểm nhỉ? Dạ. Ờ như vậy thì rất là hay ha như vậy là coi như là có cái sự công bằng cho các em hả Châu hả? Dạ vâng. À, nếu mà như vậy thì bài thi mình sẽ chấm theo những cái tiêu chuẩn gì hả Châu Châu có thể chia sẻ với các quý vị đang nghe đài không Châu? Dạ thưa dạ được à, thưa quý vị à, bài thi sẽ chấm theo cái tiêu chuẩn là cái ý tưởng cách trình bày ngữ pháp sự sáng tạo có nghĩa là hình thức trình bày phải sạch đẹp gọn gàng nội dung phải hay phải có ý nghĩa thì các em sẽ được giải thưởng cao ạ à. như vậy thì cái Pacific Way tổ chức cái writing contest này với cái mục đích gì hả Châu À, dạ thưa chị à, à, công ty địa ốc à, và mortgage pacific y đã được à, sự yêu thương tín nhiệm của quý vị từ bao nhiêu lâu nay cho, à, cho nên muốn làm một việc hữu ích à, cho cộng đồng để tỏ lòng cảm ơn tới tất cả quý thân chủ của công ty đã ủng hộ cho công ty à, công ty pacific y có được ngày hôm nay là do lòng yêu thương và tín nhiệm của cộng đồng cho nên đó là một cái lý do chính mà công ty đã run cái writing contest này. Bên cạnh đó, công ty Pacific Y muốn khích lệ tinh thần học, học hỏi của các em, rèn luyện kỹ năng suy nghĩ và viết của các em. Đây là kỹ năng rất quan trọng của một của các em học sinh, đồng thời giúp các em có thể thể hiện được những suy nghĩ của mình về cuộc sống mà các em đang có và nói lên mơ ước về gia đình của các em thông qua các bài viết chắc chắn quý phụ huynh ba mẹ của các em sẽ có cơ hội hiểu các em nhiều hơn hiểu được con chúng ta đang nghĩ gì muốn gì và mong gì ở cha mẹ và ở gia đình và chúng ta sẽ làm gì để nuôi con cái mình ngoan ngoãn hơn và gia đình mình vui vẻ và hạnh phúc hơn thưa chị À, xin cảm ơn Châu, à, cái bài thi nếu mà như vậy là theo Amanda biết là cái bài thi sẽ à, hết hạn là ngày 30 tháng 9 như vậy, các em có thể nộp bài thi liền bây giờ không hả Châu? Dạ thưa chị, cái đó là cái deadline mà không có nghĩa là các em phải đợi đến ngày 30 tháng 9 mà nộp, em thì em khuyến khích là các em nên nộp bài thi càng sớm càng tốt, nộp liền bây giờ thì càng tốt thưa chị yeah. Như vậy thì cái cách nộp bài thi như thế nào? Dạ vâng, à, các em sẽ gửi bài thi đến địa chỉ email contest at com Em muốn nhắc lại là quý vị nên uh, vào pacificwide com slash writing contest uh, để download form đăng ký và sẽ đọc được những cái thể lệ của cuộc thi uh, rõ ràng. Uh, again, uh, tuy là ngày hạn chót nộp bài là 30 tháng 9 nhưng các em có thể nộp ngay lập tức dạ. À, kính thưa quý vị, để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng gọi cho cô Thảo ở số phone là 408 831 6212 hoặc email thảo at pacificway.com. À, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin giới thiệu một chương trình mới để tri ân đến quý vị thân chủ đã và đang giới thiệu khách hàng đến mua nhà từ công ty Pacific Way. Chương trình có tên gọi là Pacific Way I Love Referral. Uh, thưa quý vị, rất là đơn giản. Nếu quý vị thính giả giới thiệu bạn bè hoặc người thân đến mua hoặc bán nhà với công ty Pacific Way, sau khi mỗi cái transaction hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị 500 đồng để tri ân sự giới thiệu và sự tin tưởng từ quý vị. Uh, thưa quý vị, chưa hết. Nếu mà quý vị, uh, uh, quý vị thính giả sẽ được tham gia À, làm thành viên vào Pacific White Friends Club của công ty chúng tôi. Khi tham gia Pacific White Friends Club, quý vị sẽ có cơ hội hưởng những cái ưu đãi từ công ty. thí dụ như là tham gia miễn phí những cái sự kiện cho cộng đồng được Pacific White tổ chức, tham gia những cái tiệc barbecue tri ân khách hàng và nhiều chương trình ưu đãi khác từ phía công ty. một lần nữa xin quý vị uh, uh, th uh, hãy tham gia cái chương trình uh, I Love Referral này. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả. chương trình phát thanh Voice of Pacific Way xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc về việc mua, bán nhà, vay nợ, đổi nợ. Vui lòng gọi số hotline 408 532 1278 hoặc ghé trực tiếp vào văn phòng Pacific Way tại khu Paloma Plaza gần Capital Expressway và Airborne. Chúng tôi rất vui đón tiếp quý thân chủ Hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần sau cũng vào lúc 4 giờ cho tới 4 giờ 30 trên băng tầng 1500 AM. Xin kính chào quý vị. Minh Châu xin kính chào quý vị. Amanda xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe đài. Xin cảm ơn.